Hiện nay băng nhóm Tiên Rồng nó vẫn còn tồn tại nhé em. Băng nhóm Tiên Rồng hiện nay đấy, nó vẫn còn tồn tại. À, cái xuất thân của cái băng nhóm Tiên Rồng này là cái thằng tên là Trần Hòa Bình, người ở miền Đúng Tây. rồi. Nhưng mà qua bên Đài Loan xuất khẩu lao động và cu cậu lập ra cái băng nhóm gọi là Đấu Tranh Tiên Rồng. Chúng cu cậu cũng thu thập đâu được, cũng được một ngàn mấy mấy ngàn thanh niên ở Việt Nam ấy, xử nhi tụ tập. Nhưng mà bây giờ băng nhóm của cu cậu là cũng tan rã, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại. Và cái bọn này đấy, mục đích đấu tranh của nó không phải là đấu tranh chống tham nhũng hay là chống tiêu cực xã hội hay là đòi quyền lợi gì cho trẻ em người già đâu. Chúng đấu tranh đòi quyền lợi cho con voi của Hai Bà Trưng. Đó là băng nhóm Tiên Rồng. Đi tạo bọn này cực kỳ dở hơi thần kinh nhá. Đấy, cái bản chất của cái băng nhóm Tiên Rồng, chúng đấu tranh là đòi quyền lợi cho con voi của Hai Bà Trưng, và chúng chuyên gia đấu tranh cho cái người đã chết là ông Vua Hùng mấy nghìn năm rồi đấy. Chúng không bao giờ chúng gọi là chống tham nhũng hay là chúng chống tiêu cực gì cả, buồn cười lắm. Ừ, anh nói cho Dương Vi nghe, ở trên cái mạng xã hội này nó là giống như là cái gọi là cái nồi cháo heo, mà toàn là cái bọn điên khùng là nhiều thôi em, toàn chủ yếu là cái bọn điên khùng mà lại thích thể hiện ta đây, dốt như con bò tót nhưng mà lại cứ tưởng mình là siêu sao ấy chứ. Nó khổ ở cái chỗ đấy, ví dụ như cái thằng Tùng Lê nó ngu như con bò nhưng mà nó cứ tưởng nó giỏi đấy, vì chúng cứ tưởng nó chúng giỏi mà lại ở cái chỗ đấy. Thế bây giờ phải đổi đổi bằng câu câu nào hợp lý anh? Bây giờ đây, bây giờ để cho hợp lý, để xem nào, để anh nghĩ xem nào, thay vì nói là chúng là gọi là lật đổ chính quyền đúng không, đúng không, Vâng. thì thay cái câu đấy thì bây giờ phải nói cho chúng là bây giờ nói cho nó nhanh là cái bọn lừa đảo đi, hay là cái bọn gọi là cơ hội chính trị lợi dụng mạng xã hội để lừa tiền lừa tình, đấy là chuẩn, cái câu ấy là chuẩn, lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo lẫn nhau. Vì đây anh là anh hiểu quá rõ về cái bản chất của cái bọn nhà đấu tranh này, mà chúng lợi dụng mạng xã hội để chúng lừa đảo lẫn lộn nhau, lừa tiền lừa tình của nhau thôi. Như là nó nguy hiểm, bây giờ đây là nhà đấu tranh của chúng nó ở một địa điểm đấy, và tất cả các nhà đấu tranh chúng nó ở cùng một địa điểm đấy mới là nguy hiểm. Nhưng mà ở đây thì nó ở mỗi đứa một nơi, mà đứa thì ở châu Âu, đứa thì ở Úc, ở Anh, đứa thì ở California, đứa thì ở Thái Lan, đứa Việt Nam, chúng nó không ở cùng một chỗ, thế cho nên chúng nó không thống nhất được cái con đường đấu tranh đấy. Ông thì đấu con gà xong bà đấu con vịt xong rồi, chúng nó chỉ có cãi lộn nhau thôi em ạ. Sợ nhất, nguy hiểm nhất là chúng thành lập ra một băng nhóm, và cái băng nhóm của chúng là ở cùng một địa điểm đấy, tất cả những người đấu tranh đấy nó ở chung một cái địa điểm đấy đấy thì mới là nguy hiểm. Chứ còn mỗi đứa ở một nơi Có là nó cãi nhau như đó con là bò, mà mỗi đứa ở một nơi là nó chửi em bới nhau nghĩ suốt là ngày nên nó không có đấu được đâu. nhiều tập thành một nhóm đấy, cái đó là nguy hiểm, chứ còn bọn đấu tranh này chẳng ngại. Chúng nó đây bây đây giờ nó cứ dựa vào cái cộng sản, bây giờ hỏi chúng nó cộng sản là cái gì, nó có giải thích được đâu mà. Nó bảo là cộng lại, còn sản là tài sản đấy. Đấy, em thấy nó ngu không? Em thấy nó ngu không? Cộng sản nhá, nó là ngôn ngữ của chính trị. Chứ không phải là cái chỗ mà để cho chúng mày cộng là cộng lại, còn sản là tài sản. Hầu như 100 thằng nhà đấu tranh thì nó đều bảo là cộng sản là cộng lại, thế sản là tài sản. Thế thế cộng sản là cộng lại tài sản. Đấy, em thấy nó ngu không? Nó có hiểu biết gì đâu. Cộng sản là ngôn ngữ của chính trị, là ngôn từ của chính trị, không thể tách rời cái từ cộng với từ sản ra được. Cũng giống như từ cách mạng là ngôn ngữ của chính trị, không thể tách rời hai cái từ cách, từ mạng ra, tách ra xong phân tích từng câu được. Nhưng mà cái thằng Thanh Gia đấy, nó tách cái từ cộng sản ra đấy. Thế mới ngu biết gì đâu mà, nó có hiểu biết gì về chính trị đâu mà. Đúng không? Cái ngôn từ cộng sản ấy, nó là cái ngôn ngữ của cách mạng, không thể tách rời ra để mà phân tích từng câu từng chữ được. Đấy. Cũng giống là cái giống như cái ngôn từ cách mạng. Cách mạng không phải là cách, là khoảng cách, mạng là tính mạng. Nó bảo thế, nó bảo cách mạng là khoảng cách, tính mạng. Đấy, cái thằng Khánh ấy, cái thằng Thanh nó phân tích ấy, nó ngu không? Cách mạng ấy, nó là cái ngôn ngữ của ngôn từ của chính trị, chúng mày không thể tách rời từng câu từng chữ ra, chúng mày phân tích nếu không biết cộng sản là cái gì đấy.
cũng không hiểu tại sao mà sinh ra cộng sản. Nếu như năm xưa cái đám mà gọi là Bắc Kỳ năm tư ấy, chúng mày khi ông cha chúng mày còn ở miền Bắc, ông cha chúng mày giữ những chức vụ như là cường hào, lý trưởng, chánh tổng, quan tri phủ ở miền Bắc, nếu như ông cha chúng mày mà không lợi dụng quyền chức để tham nhũng, hách dịch cửa quyền, bóc lột người dân, thì không bao giờ có cái chuyện có cách mạng. Sinh ra cách mạng để làm gì? Để làm gì? Để xóa bỏ chế độ phong kiến. Vì chúng mày quá ác. Ông cha chúng mày ngày xưa làm lý trưởng chánh tổng, cường hào ác bá cuối triều đại nhà Nguyễn, lợi dụng quyền chức, siêu cao thuế nặng người dân, làm cho giai cấp công nhân nông dân nên rơi vào cảnh nghèo khổ. Cho nên cái người lao động người ta mới theo Bác Hồ, người ta mới đi theo cái đường lối của Bác Hồ để đấu tranh, để chống lại giai cấp áp bức bóc lột, chống lại cái bọn cường hào ác bá chúng mày. Sau khi mà gọi là đất nước thống nhất, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, rồi bước vào miền Bắc, bước vào xây dựng nhà nước dân chủ cộng hòa, thì cải cách ruộng đất, lấy đất của địa chủ để chia cho dân người lao động để người ta làm ăn. Thế là chúng mày thoát chết, chúng mày bị dân lao động người ta đánh đập, rồi một số cái thành phần địa chủ thoát chết thì kéo cả lò cả nhà đi vào trong miền Nam, thì người ta gọi là Bắc Kỳ năm tư. Bây giờ chúng mày vẫn còn thù hận à? Nếu như không có Bác Hồ làm cách mạng nhá, nếu như không có con đường cách mạng của Bác Hồ khai sáng cái người lao động, công nhân nông dân Việt Nam trong cái giai đoạn đầu tiên của cách mạng ở miền Bắc ấy, thì ấy, cái giai cấp công nhân nông dân bần cố nông ở miền Bắc ấy, ông cha bọn tao chết hết rồi, chỉ sống sót con em nhà địa chủ chúng mày là còn sống thôi nhá. Đúng chưa? Chúng mày đừng có chửi Bác Hồ. Nếu như không có Bác Hồ, không có đường lối đấu tranh của Bác Hồ nhá, thì nhân dân lao động, ông bà lao động bọn tao đấy, ngày đấy là bị ông cha địa chủ chúng mày giết chết hết rồi. Nghe chưa? Chúng mày còn dã man hơn, ta nói cho chúng mày nghe đấy, chúng mày còn ác hơn cộng sản. Cuối triều đại nhà Nguyễn đấy, cái đám gọi là địa chủ cường hào ác bá phong kiến cuối triều đại nhà Nguyễn, chúng mày còn ác hơn bây giờ nhiều gấp trăm gấp nghìn lần. Chúng mày siêu cao thuế nặng, chúng mày bịa ra hàng trăm thứ luật lệ để chúng mày đẩy ải cái người nông dân, đẩy cái người nông dân vào cảnh bần cố nông, không ruộng đất. Chúng mày xem những bộ phim như Lão Hạc, Chị Dậu, chúng mày thấy đấy. Đấy, cái bọn cường hào ác bá chúng mày mày gây ra, chết mấy triệu dân ở Thái Bình, Nam Định trước năm 1945 chết đói. Ông cha chúng mày ý quyền ý chức, cậy làm lý trưởng chánh tổng, quan huyện, quan tri phủ, dựa dẫm vào cái triều đình nhà Nguyễn thối nát, dựa dẫm vào cái hơi của thực dân Pháp để chúng mày hành hạ người công nông dân, đẩy cái người nông dân vào cảnh bần cố nông. Gần 2 triệu dân Nam Định, Thái Bình, Hải Dương chết đói. Mà bây giờ sau khi mà Bác Hồ ấy cùng với nhân dân lao động, giai cấp công nhân nông dân nổi dậy, giành được chính quyền đấy, rồi bước vào làm ăn kinh tế, xây dựng nhà nước dân chủ cộng hòa năm 1954, cải cách ruộng đất để lấy đất của địa chủ chúng mày để chia cho dân cày. Thế là dân lao động người ta giết chúng mày chứ không phải Bác Hồ. Bác giết nhá, Bác Hồ không bao giờ giết người, nghe chưa? Mà dân lao động, cái người nông dân ngày đấy người ta quá căm ghét bọn phong kiến chúng mày, bọn địa chủ chúng mày nhá. Chính người nông dân miền Bắc giết địa chủ chứ không phải Bác Hồ giết, hay Bác Hồ xui người nông dân giết. Mà cái người nông dân miền Bắc quá căm thù cái bọn địa chủ ác ôn chúng mày, thế là chúng mày bị giết. Rồi một số thành phần địa chủ ngày đấy thoát chết sau cái vụ cải cách ruộng đất, chúng mày dắt cả lò cả hang cả hốc cả lò cả tổng như chúng mày đi vào trong miền Nam, chúng mày định cư ở sông Bé. Đâu, cái điểm đến của cái đám địa chủ phía Bắc chúng mày là đầu tiên chúng mày đến là ở sông Bé, Đồng Nai, rồi sau đó chúng mày đi sâu vào trong Sài Gòn, thì người ta gọi chúng mày là Bắc Kỳ năm tư. Bây giờ chúng mày vẫn còn thù hận Bác Hồ đấy nhá, vì Bác Hồ và nhân dân lao động là đập đổ chén cơm của bọn địa chủ chúng mày, nên bây giờ cái đám chúng mày vẫn còn thù hận Bác Hồ đấy. Toàn là con em nhà địa chủ chúng mày thù hận Bác Hồ không đấy. Tao nói cho chúng mày nghe thế.
Đấy, Dương Vy ấy, em hiểu chưa? Bây giờ ai nói gì về Bác Hồ ấy, em phải nói như anh. Em phải nói như anh. Vâng. Nếu như không có, đấy em phải nhớ đấy, anh nói những cái gì anh nói đó là thực tế em, nó thực tế đấy, chứ không phải là bịa đặt. Và em nói như anh là chúng nó cứng họng liền, chúng nó không bao giờ coi như là em mới bẻ cong được cái luận điệu của chúng nó. Còn không, em không mà nói như anh là chúng nó còn lải nhải với em mãi thôi. Dương Vy, như em thấy anh nói Đúng có rồi. đúng không? Ừ. Chứ anh không phải tự anh nhiên anh là cộng người sản không gọi phải từ là trên trời trình rơi tay xuống. bán chứ anh nhìn nhận Cộng lên sản sẵn đấy, đấy. là anh nói cho em nghe này, anh nói cho em nghe này, hả? Anh Rồi nói anh đi. nói cho em nghe nhé. Cộng sản cách mạng không phải tự nhiên trên trời rơi xuống. Cộng sản không phải từ trên trời rơi xuống. Cách mạng không phải từ lỗ lẻ chui lên nhá. Tất cả đều phải có nguyên nhân. Nếu như cái đám cường hào ác bá ấy, lý trưởng chánh tổng quan chi phủ chi huyện, chúng không có dựa dẫm vào cái triều đình thối nát nhà Nguyễn, không a dua với thực dân Pháp để áp bức bóc lột người lao động, người nông dân ngày đấy, thì không bao giờ có cách mạng, không bao giờ có Bác Hồ. Bác Hồ sinh ra để làm gì? Bác Hồ sinh ra để đi tìm đường cứu nước đấy, để tìm ra cái con đường đấu tranh cho giai cấp công nhân nông dân, để chống lại cái bọn cường hào ác bá phong kiến, chống lại thực dân Pháp. Nếu như không có đường lối đấu tranh của Bác Hồ ấy, thì không bao giờ mà cái người dân Việt Nam ấy, cái người lao động Việt Nam sống sót được đến ngày hôm nay đâu. Những cái gì anh nói nó đều là cái kiến thức ở trong nhà trường. Mà kiến thức ở trong nhà trường thì nó là thực tế. Do chính ông bà anh kể lại, những ông anh làm cách mạng, gia đình nhà anh là gia đình cách mạng, ông cha bà chú nhà anh là đi làm cách mạng hết, thương binh liệt sĩ đầy, bà anh còn sống kể lại cho anh nghe, đó là thực tế đấy. Nhân chứng sống còn đầy đấy, nhân chứng sống còn đầy nói về cái bọn phong kiến nhà Nguyễn nó cực kỳ độc ác, bọn cường hào lý trưởng chánh tổng quan huyện quan chi phủ cuối triều đại nhà Nguyễn, chúng dựa dẫm Người vào cái dân triều gọi đại nhà là Nguyễn cách thối nát mạng đấy là một không? của hai cháu Đấy, lắm. chúng a dua với thực dân Pháp để mà bịa ra hàng trăm thứ luật lệ siêu cao thuế nặng, đè đầu cưỡi cổ cái người nông dân. Điển hình như nhân vật Lão Hạc và chị Dậu là có thật, là có thật đấy em. Lão Hạc và chị Dậu là có thật.